Dạ, Thiện Nhân Bốn Phương xin kính chào quý bà con, rất vui được gặp lại quý bà con ở trên kênh YouTube Thiện Nhân Bốn Phương. Dạ, hôm nay Thiện Nhân Bốn Phương xin mời quý bà con qua địa phận tỉnh Tiền Giang để mình trải nghiệm đường cao tốc và mình tham quan những công việc của các anh làm đường cao tốc và cầu Mỹ Thuận 2. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình bà con ha. Giờ thì bên đây là địa phận của Vĩnh Long. Giờ Thiện Nhân xin mời bà con lên cầu Mỹ Thuận và tiến về bên Tiền Giang để đi lên cầu Mỹ Thuận 2 thì tham quan cao tốc. Và đây là cầu vượt về Đồng Tháp, Sa Đéc đó bà con. Bà con nhìn thấy xa xa bên kia là cầu Mỹ Thuận 2. Đó, cầu Mỹ Thuận 2 mé bên đó đó bà con. Di chuyển tiếp tục bà con. Bánh bột
Và thôi mình xin tắt máy ở đây vì mình chạy xe bà con ha. Dạ, thì nhân bốn phương xin kính chào quý bà con. Rất vui được gặp lại với bà con ở cầu Mỹ Thuận 2 nè. Bây giờ là mình đang di chuyển đến đường cao tốc. Và thì bà con thấy đây là những cái khung chống chói anh em thợ đã lắp đặt rồi nè bà con. Đẹp ha. Ừ. Đẹp tuyệt vời nè. Gì? Ừ. Ờ, chống chói. Ôi rắp dài xa lắm rồi đó. Vậy. Ừ, xa lắm rồi nè, đây là mình nhìn nó tị tị dưới đó rồi đó. Ô xa lắm rồi bà con ơi, ráp xa lắm rồi. Xa lắm rồi. Đó. Bây giờ là mình xin mời bà con ha, cùng mình đi lên dài dài lên dốc cầu. Rồi bà con nhìn đã mắt. Đẹp lắm á. Tuyệt vời luôn nè. Được đặt lên con lương rồi cái nhìn thấy nó đẹp lắm. Đẹp lắm. Nhìn thấy nó đẹp bà con ha. Nhìn thấy nó sáng lên con đường cao tốc luôn đó. Ở dưới này gạch dẻ này kia đồ xong hết rồi. Thì mình cũng tranh thủ lên để cùng các anh em chia sẻ ráp khuôn đó. Nhưng mà thời gian này không kịp nữa. Mấy anh ráp xong rồi. Và mình đến bên đây thì cũng hơi xế chiều rồi bà con ha. Và hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2023. Và mình xin mời bà con ha, mình di chuyển dài dài lên dốc cầu. Mình đi di chuyển. Mình lên một đoạn rồi sao hết bà con ha. Đi dài trở nên không? Đi dài lên luôn ha. Ừ. Bà con nhìn thấy lưới chống chói rất là tuyệt vời. Ôi xa xa đằng kia còn nguyên một nhiều lắm. Còn cái đóng luôn cả mấy anh đem xe lại cả. Mấy anh đang đem chiếc xe lượn đẩy đi. Oh man. Lưới chống chói. Oh. Quá chừng luôn. Đây còn rất nhiều luôn nè. Có khuôn làm đẹp quá. Đẹp quá. Khuôn. Lan can đồ cũng xong hết trơn rồi. Hàng lan can đồ cũng xong rồi. Rồi hàng rào ấy luôn rồi con. Hàng rào dọc theo đường cao tốc quá. Cũng xong hết trơn rồi. Đá luôn rồi. Đó rồi giờ mấy anh vận chuyển đi. Bây giờ mình đi ráp nữa đó hả anh hai? Dạ. Dạ ráp tiếp tục. Dạ. Ráp tiếp tục. Ráp dài hơn lên hướng cây cầu. Ừ, mấy anh lên đang lên cây cầu. Đang tiến hành lên cây cầu. Màu quá, thiếu màu. Quá đẹp luôn rồi.
Mình ráp lên nhìn thấy đường cao tốc nó sáng đẹp tuyệt vời. Sáng thiệt đẹp. Cái này là chiếu sáng về ban đêm. Ừ. Cái này ở đây mấy anh chắc lên mấy anh kéo được xa ngoài kia bà con ơi, xa lắm mấy anh. Ừ, kéo không tốt trở. Anh có cái xe đẩy nè, mẹ đẩy đi, nhìn đẹp quá. Rồi xong rồi đó mấy anh, mấy anh kéo đi, rồi mấy anh chắc kéo đi bằng xe Honda đó. Ừ, mấy anh để đằng sau xe máy kéo lên nặng, bởi vì cho nặng đó. Nặng lắm á. Ừ, nặng lắm. Cái này chắc nặng lắm ha, hai anh ha, nặng à. Rồi rồi. Dạ. Nặng mấy anh nè. Dạ. Mình kéo này hơi nặng. Ồ, cái xe Honda đi luôn rồi. Dạ dạ. Cái này mình sell lên mình để làm gì vậy anh? Chỉnh lại hả? Không phải đâu. Không có hai vô xe đó. Ờ cho ngã xuống, ờ cho ngã xuống chỗ vỏ xe nè. Cho ngã xuống đừng chịu. Này làm thế. Ừ thế. Chịu rồi. Cho ngã. Mình xem coi anh làm cách nào nha bà con. Dùng thế nè. Ừ. Nặng lắm á. Nặng lắm. Cho nó ngã xuống hai cái vỏ xe. Đó, 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 chuẩn bị rồi. Miếng sắt nó nặng lắm. Đó đó đó. Đó. Rồi, mấy anh công nhân giờ đang lên đường làm. Chưa được. Này có thể là mấy anh chắc có thể là sell lấy từ từ chứ không phải cái cách kia đâu. Chắc lập thế để lấy từ 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 từ. Chứ không phải sell cho lật xuống ngã cái đùng đâu. Phải đâu. Nếu lật xuống vậy có thể là nó bị ấy. Ừ. Ừ móp. Có thể sell lập thế đừng lấy lần. Giờ mình di chuyển tiếp lên dốc cầu rồi bà con ha. Thì chắc anh cũng đang lập thế để anh lấy ra từ từ.
quá chừng nhiều luôn, đẹp, rất đẹp luôn. Thì anh lấy những cái trụ của miếng chống chói á, đựng đi ráp lên phía trên cầu. Dạ anh đã đang chở xe về rồi. Và xa trên đó thì mình thấy cầu Mỹ Thuận 2 bà con ha. Bên kia thì xe chạy quá chừng luôn là cầu Mỹ Thuận 1. Chạy im lắm. Xe chạy lên cao tốc nè, mình đang đi chiếc xe gắn máy chạy rất là im. Trải nghiệm một đoạn đường này cũng hơi khá là xa mà con ha, mình cũng trông rất là đã mắt luôn á. Hai bên đó thì có lan can hàng rào luôn, rồi ở giữa thì được dựng những tấm chống chói lên nè. Quá tuyệt vời ha. Bà con cầu Mỹ Thuận xe đang chạy lên dốc. Mình ở bên đây là mình đang ở bên Tiền Giang và đôi bờ sông Tiền. Tiền Giang, Vĩnh Long. Rồi đến đây thì thấy đâu bà con. Những con lươn được đặt ra nè. Ở đây thì cột trụ bảng hiệu, cột trụ đèn. Này cột trụ đèn á. Cột trụ đèn còn quá nhiều nè bà con ha. Quá luôn, tuyệt vời luôn, cột chân trụ đèn. Đó, chuẩn bị đừng gắn tiếp tục. Giờ mình đã tới chỗ mấy anh đang thi công ráp những cái trụ cột bảng, những cái khuôn ráp những cái khuôn ấy bà con, những cái khuôn chống chói á. Quá, cầu Mỹ Thuận 2 đẹp luôn kìa. Đó. Tuyệt vời ha bà con ha. Nè mấy anh làm nè. Ủa mấy anh ráp mấy cái trụ này vô trước rồi, cái mấy anh mới ráp khuôn vô. Xa xa đằng kia thì có anh này đi bỏ bù lon sẵn. Đừng cho mấy anh làm. Tắc kê. Đó, cái này tắc kê riêng không nha bà con ha. Nè mình thấy nè, tắc kê đó. Mấy con tắc kê rút ngang. Tắc kê sắt á. Yeah.
tắc kê cái 10. Đó, tắc kê riêng không nè. Đây mình lại xem anh ráp cho bà con xem nè nha. Anh ơi cho chia sẻ cho bà con xem anh ráp cái trụ. Đó. Ok. Đã. Rồi dặn xiết xuống là xong. Đã thiệt. Tuyệt vời. Làm mau quá bà con ha. Bà làm rất mau luôn. Rất mau. Ồ sắp nguyên hàng sẵn luôn rồi nè. Sắp nguyên một hàng sẵn. Để lên đóng là ráp vô là xong, mau quá. Mai cân xong á. Đó. Đó, mình rải cột đều hết trơn luôn kìa. Rải cột đều hết. Rồi mấy anh có bỏ bù lon sẵn hết trơn nè, có anh đi trước chứ. Tuyệt vời ha, nhìn thấy nguyên cái hàng đèn. Nhìn thấy hai bên là hai hàng đèn được chạy dài lên trên tới cái cầu trên đó. Đây là nhịp cầu đầu tiên nhất. Và mình đứng ngay nhịp cầu đầu tiên luôn nè. Quá đã luôn á. Nhìn đã mắt ha. Nhìn đã mắt bà con ha. Và đây lưới được cầm dọc theo đường cao tốc. Hai bên hết trơn luôn rồi nè. Ừ. Hai bên hết trơn luôn đó. Vậy là cái hai cầu khoảng cách hai bên là xong hết rồi. Hai bên hết rồi. Lan can nữa luôn ha. Ừ, lan can là xong hết luôn rồi nè. Hai bên xong hết trơn rồi, coi như hoàn thiện là chỉ chờ ngày thông hành nữa thôi, cho xe thông hành nữa. Ừ, xe là thông đi nó ấy được rồi, quá đẹp luôn rồi. Dạ mình xin di chuyển máy lên đây ha bà con ha. Mình lên đây để mình xem trên cầu như này ha bà con ha. Đường dạch kẽ hết rồi, mấy anh đang thi công ráo riết luôn, tuyệt vời ha. Cầu Mỹ Thượng 2 đẹp lắm bà con ha. Và đây anh này thì đi trước đừng bỏ mấy bù lon, chơi toàn là bù lon riêng không đó nghe bà con, tắc kê riêng đó. Xa thì mình nhìn thấy về phía bên Vĩnh Long rất là đẹp.
cũng lên tới chỗ này rồi là mình không có thể lên gần được bởi vì công trình đang thi công đó, bà con nhé. Mấy anh đang thi công. Trung chính. Đó xa xa thì mình thấy có những chiếc xà lan đang đóng cừ đó bà con. Làm bờ kè. Những chiếc xà lan đang làm bờ kè. Quá đẹp luôn ha. Mấy bên đây là trùng chính. Và công trình đang thi công thì mình không có tiếp cận được bà con ha. Cho nên mình đứng ở xa vậy nè. Mình xin bà con thông cảm. Dưới đó có chiếc sáng cạp đang di chuyển. Mấy cái chiếc máy đào cô bé đang múc đá dưới đó bà con. Và xa xa về hướng đó là đầu cầu, bên đó là đầu cầu bên Vĩnh Long bà con ha. Và mình thì đang ở bên Tiền Giang. Cảnh nơi đây là rất đẹp. Ở dưới đó là trồng chuối, quá chừng luôn á. Quá nhiều chuối luôn. Thì sông Tiền ở dưới đó chia làm xuống dưới đó là hai nhánh nữa đó. Rồi tẻ về phía bên đây là về sông Hậu. Về tay trái của mình đó, hướng mình đó là sông Tiền. Và đoạn clip đến đây thì nhân xin tạm dừng. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Và thiên nhân bốn phương cũng cố gắng cập nhật những tiếp cương mới cho bà con xem. Và trước khi thiên nhân rời Mỹ Đô thì thiên nhân cũng xin kính chúc cho quý bà con xa gần được nhiều sức khỏe. Và cũng xin kính chúc cho các anh làm cầu đường được nhiều sức khỏe. Và làm thêm nhiều cầu nhiều đường đẹp nữa để cho bà con đi. Và đây là cũng đường cao tốc Bắc Nam, cầu Mỹ Thuận 2 rất là tuyệt vời. Và đến đây thì nhân xin tạm dừng. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Và thân ái xin chào tạm biệt.